Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lead đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của Vũ Lead Food. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại một cái clip cá viên xiên bẩn nha mọi người. Bởi vì là mình thấy là có khá là nhiều bạn comment ở dưới kêu là: anh ơi, lâu rồi không quay cá viên xiên bẩn, anh quay lại cá viên xiên bẩn đi. Thì đây, hôm nay mình đã mua hết cái đống này 80k nha mọi người. Bao gồm trứng cút, tôm viên, há cảo, hoành thánh, xúc xích, chả cá, thanh cua hoàng đế với hai hột gà nướng nữa, tổng cộng như đây là 80k nha mọi người. Hôm nay mình sẽ uống coca nha mọi người. Ly nhỏ nhưng mà mình mua là có đường ấy. Đấy. À, nhân tiện các bạn thấy gì không? Hôm nay mình tháo cái tấm vải đen ở phía sau rồi. Bởi mình thấy là bây giờ mọi người lại thay đổi ý kiến. Mọi người quay xe, mọi người kêu là cái tấm vải phía sau rồi nó bị che quá, anh tháo tấm vải phía sau đi. Và tôi đã bị bay mất 160k. Thì mình không biết là các bạn thích để vải đen phía sau hay là các bạn muốn mình bỏ thì các bạn comment ở dưới nhá. Mình thấy là rất là nhiều lời góp ý, nhưng mà đa phần là những lời góp ý tào lao bí đao không à. Làm xong lại phải đổi lại, quá là buồn các bạn ạ. Với cả là mình thấy có nhiều bạn kêu là: ui, anh mua cá viên đắt thế, anh mua của cái gì đại tá gì ấy. Mình không biết đại tá gì ở An Giang các bạn. Nhưng mình mua như đây 80k đấy. Còn nếu bây giờ mình đi xuống An Giang mình mua thì ví dụ như đây 40k đi, thì tiền xăng xe hay là tiền ship mình mua thì nó tốn bao nhiêu mọi người. Cho nên là ở đâu thì mua giá đó. Mình thấy là với 80k mua được cái đống này thì mình thấy rất là rẻ rồi các bạn ạ. À, các bạn nhìn cái đĩa nước chấm này nhìn có uy tín không? Nhiều lắm các bạn ơi. Đây, để mình cho các bạn xem. Mình ăn không biết bao giờ mới hết. Mình thấy là tiền cá viên thì ít mà nước chấm thì nhiều. Có cả sa tế nha mọi người. Với cả là hôm nay mình có kêu là cái chị bán đây, chị đấy không có cắt ra. Đấy, nhìn cho nó đẹp. Mời các bạn một miếng xúc xích trước nha. Chấm với cả hai nước chấm luôn. Ngon. Trời ơi. Ô, hôm nay không có dưa leo anh ạ. Đó để ý. Nó ăn xúc xích no luôn. Trời ơi. Đã. Trời này còn đang mưa đó các bạn ạ. Mời các bạn miếng nước nhá. Ăn hơi tham cho nên là nó hơi nghẹn nghẹn các bạn ạ. À, quá đã. Bên ngoài thì trời đang mưa đấy, không biết là mọi người nghe thấy tiếng không. Làm miếng hoành thánh đi. Hình như mấy lần trước mình chưa có ăn hoành thánh ấy, hôm nay mới có này. Nhìn như kiểu là miếng mít vậy nhở. Mời mọi người nhá, cái này chắc là giòn đấy. Rất là giòn. Không biết các bạn thấy sao chứ bản thân của mình á, là mình thấy là sau khi mà gỡ tấm vải đen ở phía sau ra, nó nhìn nó thoáng, nhìn nó sáng sủa hơn các bạn. Cái tấm vải đen đấy để vào nhìn những cái tiền đồ của mình ấy, tôi oan. Thế. Thấy nhiều người góp ý ác vãi. Bởi vì là những cái lời góp ý nó hoàn toàn miễn phí á, và mọi người cũng không phải trả cái gì cho điều đấy. Còn mình ấy, là lỡ may mình nghe ấy, nếu mà đúng ấy, thì các bạn sẽ nhận là công của các bạn đấy. Còn nếu như là mình mà sai thì mình phải trả giá bằng tiền bạc thôi các bạn. Cái giá của sự tin người. Quá là buồn. À, hôm nay kênh của mình ấy có một người đăng ký hội viên này các bạn. Đấy. Ngoài cái việc mà các bạn ủng hộ mình bằng việc là các bạn bấm like và chia sẻ thì mình rất là cảm ơn khi mọi người đăng ký hội viên của mình. Đó là các bạn đã góp phần giúp mình có kinh phí để có thể mua những cái clip về làm food và đầu tư hơn kiểu thế. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người xem clip cho mình thì mọi người chỉ cần bấm like cũng như là chia sẻ giúp mình được rồi. Mình thấy là đa phần là góp ý toàn chuyện gì đâu mà.
người góp ý kiểu này, người góp ý kiểu kia, cuối cùng là lại đá đấm lẫn nhau, xong cuối cùng là lại trở về như ban đầu. Các bạn thấy bây giờ khác thì ban đầu đâu. Được cái là mic mic thì xài mic của iPhone nó đỡ hơn. May là mình còn chưa mua cái mic gắn cổ ấy. Nó thật. Mình mua mic gắn cổ nó còn tệ hơn nữa. Một cái mic gắn cổ ở đâu đó tầm 3-4 triệu. Nó rất là tốn kém. Mà cái chất lượng âm thanh của nó cũng không có tốt hơn so với cái mic của iPhone đâu. Nói thẳng ra luôn như thế. Hiện tại tớ cũng chưa nhận được bất cứ cái xu nào từ YouTube hết. Nên là tớ cũng đang rất là nghèo, rất là khổ. Mọi người có đăng ký hội viên ủng hộ cho mình thì mình cảm ơn. Còn mọi người không đăng ký thì cũng không sao hết. Mọi người cần xem bấm like cũng như là mọi người chia sẻ clip để ủng hộ cho mình là mình vui rồi. Mọi người đừng có gọi là bắt mình phải nó chuyên nghiệp quá. Nó sẽ khiến cho cái kênh của mình đi xuống ấy mọi người. Cá viên hôm nay ngon vãi các bạn. Đấy, hôm nay để ra đây thì lấy nét nó chậm hơn bởi vì là mình nghĩ là quay phông đen phía sau lấy nét dễ hơn nhưng mà à quên, hôm nay mới cắt tóc rồi mọi người. Đấy mọi người kêu mình đi cắt tóc, nay mình cắt lại. Ngon. Ăn hột gà nướng. Khi nào mình ăn cá viên xiên bẩn mình cũng phải ăn hột gà nướng các bạn. Mình nói thật đấy chứ, nhiều bạn cứ góp ý là góp ý mình nói thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là bị tự ái. Nhưng mà các bạn nghĩ xem, mình làm được 7 nút bạc với 1 nút vàng rồi mà các bạn lại đi góp ý cho mình về với vấn đề chuyên môn của YouTube thì các bạn có thấy nó sai không? Một người có đã từng gọi là phát triển 7 cái kênh lên 100k sub với một cái kênh hơn 1 triệu sub. Mọi người phải góp ý cho mình về cái vấn đề làm thế nào để được nhiều người xem. Mình không hiểu. Ngon. Không biết là mình phải nói lần thứ bao nhiêu là mọi người chỉ cần xem clip ủng hộ cho mình là mình cảm ơn rồi. Hôm nay mình lại nói thêm một lần nữa. Đó là mọi người ơi, mọi người đừng có nghĩ nhiều quá nha. Nếu mọi người mà muốn nhiều người xem thì mọi người hãy tự làm. Mọi người nghĩ việc đấy là đúng ấy, thì mình nghĩ là mọi người nên tự làm. Mọi người phải thất bại đi. Mọi người biết. Đừng dí cho mình, tội nghiệp mình lắm. Giống kiểu vụ dí cái phông đen phía sau này. Mất tầm mấy chục nghìn ạ, không dùng giờ phải tháo ra. Ngon. Cái này là há cảo các bạn. Há cảo chiên. May mình vừa về nhà thì nó mưa. Đi đường mà dính mưa thì vãi luôn. Dạo này mình ăn nhiều ghê các bạn. Qua mình đang tính là tháng 8 đi tập tạ lại nhưng mà chắc là mình phải đi tập sớm hơn đấy. Chắc là thứ hai tuần sau mình đi tập lại các bạn. Mình đi tập tạ lại thì mình sẽ ăn uống nó healthy hơn một chút. Trời ơi, ăn cá viên đấy ngon quá. Thật các bạn. Từ lúc mà mình làm clip food á, mình ăn được càng ngày càng nhiều á. Cái bụng mình cũng càng ngày càng to. Mình thích kiểm soát cái việc ăn uống của mình lại. Mình không muốn ăn nhiều không? Ăn nhiều thì mọi người xem mọi người đã đúng không? Nhưng mà mình càng ngày mình càng bị béo á. Mình không thích điều đó. Nhưng mà ăn nó ngon các bạn. Với cả là dạo này mình bị thèm trà sữa lắm. Một ngày mình uống 2 ly trà sữa.
Đậu bắp ngon. Cái đậu bắp mà lúc mình nhớ tên, lúc mình không nhớ tên các bạn. Bá cháy. Chả cá nha mọi người. Ngày xưa là mình bị một cái là mình ăn thì ăn nhanh nhưng mà ăn ít. Bây giờ mình vừa ăn nhanh vừa ăn nhiều các bạn ạ. Ác thực sự. Cái này giờ vứt mình đi ăn buffet là mình ăn chiến luôn đó chứ. Các bạn có muốn mình làm một clip ăn buffet không? Nếu các bạn muốn mình làm một clip ăn buffet thì các bạn comment ở dưới anh biết nhá. Giờ mình tự tin đi phá đảo mấy quán buffet luôn đó chứ. Cái này là trứng cút nha mọi người. Hay là mấy bữa mình đi làm, đi tham gia mấy cuộc thi ăn nhỉ, ăn mấy ký để giành giải thưởng á, nghĩ mới ăn được luôn các bạn. Cái này là cái gì, cốm à, chả cá cốm. Vừa ăn nhanh vừa ăn khỏe là ăn tốt, không khéo dày nhất đấy chứ các bạn, không đùa được đâu. Tại là mình vừa ăn nhanh vừa ăn khỏe nữa, ác thực sự. Tớ cũng chả hiểu sao dạo này tớ có thể ăn khỏe như thế, chắc là do mình làm clip food nhiều á, mình cứ ăn liên tục á thì thành ra là ăn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng khỏe các bạn. Cảm giác mình ăn vô đây là vẫn chưa no, nhưng mà nó hơi ngán các bạn ạ. Mời các bạn miếng nước nhá. Quá đã luôn. Rồi và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây nhá. Và nếu các bạn cảm thấy thích những clip food của mình và các bạn muốn mình ăn cái gì thì cứ comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ làm ở tập tiếp theo nếu như mình có kinh phí. Ok, còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Nhút nhai.